hướng dẫn PowerPoint tiếp. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách để các em có thể tạo ra được cái cơ cấu tổ chức theo ý muốn của mình bằng cách vẽ những cái sơ đồ lên trên trực tiếp vào PowerPoint, thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào và cách điều chỉnh màu sắc ở trên những cái đấy ra sao. Thì các em sẽ nhìn này, ở thẻ home của cái PowerPoint này này, nó có một cái phần gọi là cái phần drawing. Các em sẽ nhìn vào cái drawing này và các em sẽ lựa chọn một cái bất kỳ, ví dụ như là thầy muốn chọn cái rounded rectangle này, hoặc là thầy muốn chọn ở cái bộ biểu mẫu hình oval, hoặc là cái loại hình chữ nhật như thế này. Thì bây giờ thầy sẽ chọn cái loại hình là hình chữ nhật nhá, hoặc là hình hình này đi cho nhìn cho đẹp này, kích vào đây. Các em thấy là nó sẽ hiện lên một dấu cộng đây đúng không? Các em giữ chuột trái, các em kéo nó đi như này thì nó sẽ ra được như này, được chưa? Ra được như thế này rồi, các em muốn đổi màu sắc thì các em kích vào chỗ này này, đây là Quick Style này này. Các em muốn đổi kiểu màu đi thì nó sẽ tùy chọn lên thành nhẹ nhàng này nhá. Thế còn ví dụ thầy muốn chọn cái này, tùy màu mà nó không có sẵn thì thầy muốn chọn như này thì tùy thầy nhá. Đấy, outline đường viền đấy ạ, cho nó đậm lên một chút như này nhá. Đấy, các em thích hiệu ứng thì cho hiệu ứng nhá. Đây, nó có các hiệu ứng là mờ, làm ảo, rồi 1 point, 2 point, 5 point, vân vân, ABC. Đấy, tùy các em thích kiểu nào thì các em làm nhá, nhưng mà sặc sỡ quá thì mất thời gian cũng chả để làm gì đâu các em ạ. Đấy, thích như thế nào thì tùy nhá. Rồi thầy chọn cái này nhá, ví dụ cho các em thôi, ví dụ như ở đây để là giám đốc này. Đấy, được chưa? Thầy điều chỉnh một cái, sau đó thì thầy nhấn ngay thầy copy xuống nhá, thầy điều chỉnh nhỏ gọn lại nhá, xinh xinh lại nhá, xong rồi thầy ra giữa như thế này. Đấy, sau đó là đến thầy nhấn Ctrl C, thầy Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, phải tạo ra limit như cái này, thầy kéo ra ngoài bên này cho nó nhanh các em ạ, chứ chúng ta chả tội gì chúng ta phải ấy. Để thì khi các em căn chỉnh, em thấy không, nó tự động nó căn chỉnh theo chế độ cho các em này. Đấy, nên thành ra là nó rất là cân xứng với nhau đúng không? Xong bên dưới này lại có một vài cái nữa thì các em kích vào đây, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Các em lại kéo nó xuống như này, căn cho nó chuẩn nhé. Đấy. Cân đối, nó tự cân đối được khi chúng ta điều chỉnh nó có cái chế độ dọc dọc ngang ngang. Đấy, thầy giả sử như vậy. Ở đây đấy là công ty này không có phó giám đốc nhé, giám đốc và đến trưởng phòng luôn. Ở đây đấy là trưởng phòng về nhân sự này, trưởng phòng liên quan đến tài chính này, trưởng phòng liên quan đến marketing này, và liên quan đến bộ phận sản xuất này. Đấy, thế còn bộ phận mình nó như thế nào thì các em làm như thế, được chưa? Đấy, thì các em có thể vẽ ra như thế này xong. Và ví dụ như thầy chuyển sang bên này cái nhá, chuyển sang bên này cái nhá, cho nó cân xứng này, cho nó cân xứng đấy, nhìn thấy không, nó tự động nó điều chỉnh cân xứng chưa. Kích vào đây này, thầy nhấn phím Ctrl để nó điều chỉnh như này. Đấy, các em có thể nhấn phím Ctrl để nó điều chỉnh đi cho nó nhanh nhá. Đấy, kích vào đây xong nhấn phím Ctrl để nó chọn những cái mà mình cần chọn để mình điều chỉnh cho nó nhanh. Đấy, đây nhìn này, cân chưa, nó tự động cân ở giữa các bên này. Đấy, rất là hay ở chỗ đoạn đấy. Rồi sau đó thì bây giờ thì kích vào đây, kích vào đây, kích vào đây, kéo nó xuống một xíu nhá, kích cái này, kích cái này, kích cái này, đây cũng kéo xuống một xíu nhá cho nó rộng ra một chút đây. Ok, sau đó thì thầy sẽ đưa các thanh lối vào đây, được chưa? Đầu tiên là thầy có một cái đường thẳng, thầy sẽ nối sang hai bên như thế này. Đấy, đây là cách vẽ ở trên kích lại này cho nó thẳng tắp này, màu đậm lên này, dày hơn này, bằng cách là vào way này, chọn cái này, đấy nó sẽ đậm lên này. Sau đó tiếp tục thầy lại chọn tiếp, thầy sẽ căn từ đây xuống dưới này, đấy, đậm lên này, chọn cái này này, thẳng tắp này, đấy. Sau đó thầy lại kích kéo tiếp này, mũi tên xuống này, xuống đây này, đấy, thẳng này, đậm này, outline này, way này. Các em muốn lét đứt,
các em cho nét đứt được bằng cách kích vào đây chọn sharp, chọn dash. Đấy các em thấy không, nét nào cũng được, nhưng cái này của mình là nét liền nhé, đừng có thích cái gì thì thích nhé, bởi vì những cái đấy là cái quy định, cái nào là thẳng, cái nào là đấy, đấy được chưa. Sau đó tiếp tục lại sổ tiếp này, xuống dưới này này, đấy, sẽ kéo cái này thẳng sang này, chưa sang được format này, chọn cái này thẳng này, giữa này. Nói chung là mới làm thì các em sẽ thấy nó hơi khó, sau này nó quen. Ôi tôi chết rồi, là cái này chứ, phải quên mất, để phải chọn cái mũi tên, thì mình đang thống nhất là cái mũi tên đây, cái này đậm lên rồi, phải Ctrl C nhé, Ctrl C Ctrl V này, copy nó sang đây cho nó nhanh, Ctrl C Ctrl V đấy, nhanh không ạ. Tiếp tục sổ tiếp cái này xuống đấy, các em nên để vào chính cái chỗ đoạn này này, hai cái này này, thì nó tự động nó căn chỉnh cho các em luôn, và em kéo đi đâu nó cũng đi theo luôn, nó rất là hay ở cái đoạn đấy. Màu đậm này, cô đậm này rồi, Ctrl C Ctrl V luôn cho nhanh nhá, Ctrl C Ctrl V luôn cho nhanh nhá. Đấy là cái kỹ thuật để mà chúng ta vẽ ra được một cái mind map, à chết nhầm, một cái đồ thị, một cái biểu đồ nhìn cho nó đẹp mắt, thì các em hoàn toàn có thể vẽ như thế này. Bây giờ thầy sẽ cho các em thời gian, các em ngủ các em vẽ như này cho thầy. Đấy, vẽ cho thầy. Bạn nào không hình dung ra được chỗ đoạn nào thì bảo thầy, thầy sẽ chỉ cho các em. Sau đó thì tí nữa vẽ xong, các em sẽ chụp lại và gửi vào Zalo cho thầy. Rồi, mỗi một hôm chúng ta sẽ vẽ một cái kiểu loại. Và sau khi xong cái đoạn này thì thầy group lại nhé, bằng cách đấy là thầy bôi toàn bộ cái khu vực này, chọn hết này, kích chuột phải này, à, chết rồi, từ nhé, đợi thầy tí này, bôi toàn bộ khu vực này để chọn hết này. Sau đó các em nhớ là phải kích vào những chỗ nào mà nó có cái dấu cộng 4 chiều như này, kích chuột phải. Ở đây nó có cái phần group này, group nó lại, thì khi các em group rồi em kéo đi đâu nó cũng được nhá. Còn nếu em không thích group nữa thì em kích chuột phải, em chọn ungroup là nó lại quay trở lại bình thường như này. Nhưng nhớ là khi nào có mũi tên 4 chiều này kích chuột phải, chọn group đấy. Ok.